chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em, đó là Giày Si Sài Gòn ạ. Các bác ơi, sau bao ngày chờ hàng mới về, hôm nay em về một lô hàng giày hiệu độ mới khá là cao, rất là nhiều siêu phẩm nha. Bác nào mà thích săn hàng hiệu thì hôm nay ghé vào ủng hộ em với nha. Rồi và đầu like em sẽ lên cho các bác một em mocha màu trắng nha. Em này đến từ thương hiệu Gucci. Trời ơi, một em Gucci màu trắng quá là đẹp luôn. Trắng này là trắng ngà, không phải là trắng tinh các bác nha. Đó, màu rất là nhã nhặn luôn, đẹp lắm nha các bác. Khóa này rất là sáng luôn, quá là đẹp luôn nha các bác. Đây, độ mới cũng còn khá là cao này, chưa có mòn gì luôn. Đó, còn rất là mới nha, rất là đẹp luôn. Màu trắng nhưng em này còn rất là đẹp, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn này các bác. Đó, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn ha. Và bên trong của em thì cũng có dập thương hiệu là Gucci. Đó, lớp lót bên trong cũng còn khá là đẹp ha. Gucci made in Italia, size số mà cốt đầy đủ ha. Em này thì size chuẩn là size 39 nha các bác. Size 39 ạ, rất là đẹp luôn nha. Rồi hôm nay em sale chi ăn mẫu này cho các bác luôn. Đó, một em Gucci size 39, giá chỉ 2.700.000 thôi ha. Đó, hôm nay em sale chi ăn rất là rẻ luôn. Bác nào ưng thì nhắn liền cho em nha. Tại vì bình thường dáng mocha mà Gucci mẫu này rất là hiếm các bác ạ. Đó, hôm nay em mới có một em như thế này thôi. Cho nên mà bác nào ưng thì alo liền cho em với mã chốt hàng là H20 nha. H20 size 39 và giá là 2.700.000 thôi. Đó, bác nào ưng thì nhắn liền cho em. Quá là đẹp luôn ha. Đây, quá là xịn sò luôn. Bác nào ưng thì alo liền cho em nha. Rồi và kế tiếp lại là một em Gucci. Đó, một em Gucci. Trời ơi, mẫu này rất là nhiều bác săn đón luôn. Tại vì mẫu này rất là dễ phối đồ. Đó, form dáng rất là gọn nữa. Đó, một em Gucci. Đó, bộ nhận diện là nhìn qua là các bác biết là em này đã đến từ nhà nào rồi. Đó, xung quanh viền đã khâu rất là tỉ mỉ rồi nè. Không hề có một chút lỗi lầm gì luôn các bác nha. Rất là đẹp luôn nè. Đây, độ mới cũng còn khá là cao ha. Sau gót cũng có chữ Gucci nè. Đó, quá là đẹp luôn. Đó, mòn chút xíu không đáng kể ha. Đây, còn rất là đẹp luôn. Đó, bên trong của em thì có một lớp lót cũng có dập thương hiệu Gucci. Lớp lót bên trong còn rất là đẹp nha các bác. Size số barcode đầy đủ ha. Em này size chuẩn là size 7 các bác nha. 7 tương đương là size 41 nha. Bác nào 41 là mang em này là ok nha. Trời ơi, nhanh tay chốt liền em này đi các bác. Lâu lâu mới có một em như thế này thôi. Rồi và em này thì có size chuẩn đó là size 41 ạ. Size 7 chuẩn 41 các bác nha. Chuẩn size luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là H21. H21 size 41 và em đang chi ân là 3.200.000 cho mẫu này thôi nha. Đó, bình thường trên trang web các bạn bán đồ si mẫu này ít nhất cũng tới tầm 4.500.000, 4.700.000 nha. Đó, em chi ân cho các bác là 3.200.000 cho em này thôi. Đó, bác nào ưng thì alo liền cho em nha. Rất là đẹp luôn nha các bác. Size 41 form rất là gọn luôn. Đó, bác nào ưng thì alo liền ha. Lâu lâu có một em hàng VIP 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 luôn. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày dáng kiểu như là chuka bot này. Đó, một em chuka bot này. Mặt trước của em nó là da cá sấu nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn. Nguyên một em cá sấu này, rất là xịn sò ha. Đẹp lắm các bác nha. Độ mới khá là cao luôn. Đế này còn rất là đẹp luôn nha. Đế cao tầm 4 phân nha. Lớp lót bên trong cũng còn khá là đẹp và sạch sẽ nha. Hai size chuẩn là 245 cm, tương đương là size 39 nha các bác. Trời ơi, bác nào chân 39 chốt ngay em này các bác. Nào nâu đỏ da cá sấu này. Đó, em săn sale rất là mạnh luôn. Giá 700.000 cho em này thôi này các bác. Bác nào mà chân 39, 395 là mang ok nha. Mã số chốt hàng là H29 ạ. H29 size 39 trên 39.5. Và shop em đang chi ân là 700.000 cho em này thôi các bác nha. Sale mạnh luôn đó các bác ơi. Các bác ưng thì nhắn liền nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm size lớn đi ha. Một em mocha của nhà Salvatore Ferragamo này. Trời ơi, em này đẹp nhất nách luôn các bác ơi. Đẹp lắm nha. Độ mới của em này thì cũng còn khá là cao. Màu này thì rất là hiếm luôn này các bác. Màu xanh navy nha. Em này có một màu xanh navy rất là đẹp luôn. Đây, cái khóa kho bit của em nó này các bác không? Rất là sáng luôn. Đó, da của em nó này, da hạt rất là dày dặn và chắc chắn nha.
Màu xanh navy không phải là màu đen các bác nha. Màu này rất là hiếm luôn. Chứ bình thường màu đen thì các bác sẽ rất là dễ kiếm, nhưng mà màu này thì rất là hiếm nè. Bộ đế của em này thì còn quá là mới luôn. Đây. Kiểu như là mới chạm đất một vài lần đấy các bác, còn rất là đẹp ha. Salvatore Ferragamo made in Italia. Đây, rất là sịn sò, màu xanh navy rất là đẹp nha. Em chưa đánh xi luôn. Đó, về thấy đẹp em lên thôi. Đánh xi nữa là long lanh luôn rồi. Lớp lót bên trong của em nó này, full màu luôn các bác nha, full màu xanh navy luôn. Size số mà cốt đầy đủ. Bác nào chân 42 nha, 42 là mang thoải mái nha các bác. Một em Salvatore Ferragamo, trời ơi đẹp nhức nách luôn, da rất là mềm nha các bác. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là H25 size 42 ạ. Và shop em vẫn đang chi ân với giá là 2.600.000 cho em Ferragamo này thôi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, một em này là form Nhật nha các bác. Đó, rất là nhỏ luôn nha. Bác nào chân 38 thôi các bác nha, 38 nha. Đây, hàng mới line new luôn. 24 là tương đương 38 các bác nha. Kiểu như là hàng trưng bày các bác nè, đó, hàng lướt luôn. Form này là của Nhật nha, mới lắm luôn đấy. Kiểu như là em này còn tem em mới cắt đi luôn đó các bác ơi. Rất là đẹp nha. Đây, lớp lót bên trong của em này, rất là mới luôn, thương hiệu dọc bên trong. Da thì các bác thấy này, da rất là dày dặn và chắc chắn, size số mà cốt đầy đủ ha. Em này thì độ mới thì rất là cao rồi. Size của em này là 38 thôi các bác nha. Bác nào chân 38 thì chốt ngay em này đi, tại vì giá rất là hời luôn. Bình thường các này các bác mua tầm 8-9 triệu mẫu này luôn đấy. Tại vì hàng mới, hàng Nhật cũng rất là đắt luôn, không có rẻ các bác ạ. Và hôm nay một em mà độ mới live new như thế này, em bán giá tri ân cho các bác là 700.000 thôi. Đó, hàng si cho nên em bị xuống giá thôi. Chứ nếu mà em hàng mới thì giá em mới gấp 10 lần như thế này. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là H24 ạ. H24 size 38 ạ. Và shop em đang tri ân là 700.000 thôi các bác nha. 700.000 cho em này thôi ạ. Đó, bác nào ưng thì nhắn liền nha. Size nhỏ cũng rất là hiếm mà độ mới cao như thế này thì rất là hiếm luôn đấy các bác. Cho nên mà các bác nào ưng thì alo liền ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm size nhỏ nữa này. Một em siêu phẩm của nhà Bali các bác ơi. Một em Bali mẫu mới nhất của năm nha. Bình thường Bali thì các bác thấy là những em sọc trắng đỏ ha. Đó, hôm nay là một em Bali mẫu mới nhất này. Đó, mẫu mới nha các bác. Đây, ngay mặt tiền cái chữ B này. Bali này. Đây, mặt tiền luôn. Rất là sịn sò luôn ha. Đẹp lắm. Này, vết dơ em lau đi sau ha. Đó, mới lắm các bác nha, độ mới rất là cao này, đế này chưa có mòn nha. Đó, rất là đẹp, độ mới rất là cao nha. Ba lì mẫu mới luôn này các bác ơi. Mẫu bình thường mẫu kia là bây giờ cũng chậm, nhưng mà mẫu này rất là hiếm này. Đó, mẫu mới nhất, cho nên mà bác nào thích săn mẫu mới thì chốt ngay em này nha. Em này size chỉ có 39 thôi, cho nên mà cũng rất là nhiều bác chân nhỏ khó mua giày. Đó, thì chốt ngay em này này các bác. Đó, dưới đế cũng còn rất là mới luôn. Bali Woodland. Đó, rất là sịn luôn các bác ơi. Da thì bao đẹp luôn rồi. Đây, lớp lót bên trong này các bác còn rất là mới nha. Màu trắng nhưng mà em này còn mới lắm các bác ạ. Kiểu như là mới khui hộp mang một vài lần thôi. Đây, bên trong có dập thương hiệu là Bali. Đó, rất là đẹp nha các bác. Quá là đẹp luôn. Đây, lớp lót bên trong rất là đẹp và sạch sẽ các bác nha. Size chuẩn của em này là size 39 thôi các bác ơi. Size 39 nha, siêu nhẹ, siêu êm, siêu bền luôn. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là H30 ạ. H30 size 39 và giá là 2.500.000 cho mẫu này thôi nha. Một em độ mới live new như thế này giá 2.500.000, rất là hời luôn. Cho nên mà bác nào thích săn đồ hiệu mà giá hợp lý ạ, thì cứ alo cho em nha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày thường nữa đi ha. Đây, một em giày tây công sở này các bác. Một em giày tây công sở form trơn rất là đơn giản nhá. Em này thì form rất là đơn giản luôn. Đó, form rất là đẹp luôn này các bác. Bác nào mà nếu mà không thích hoa văn nhiều thì em này thì khá là hợp lý ha. Bộ đế của em này thì còn quá là đẹp và mới luôn. Đây, mới rất là mới nha các bác. Size chuẩn của em là 24 cm. Đây, bên trong lớp lót cũng còn khá là đẹp ha. Made in Japan và em này được sản xuất tại Japan của Nhật nha.
size số mà code đầy đủ này. Em này thì bác nào chân 38 385 nhá. 38 trên 38.5 là mang ok ạ. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là H27 ạ. H27 size 38 và shop em đang chi ân là 600k cho em này thôi các bác nha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm nữa đi ha. Một em siêu phẩm, trời ơi hôm nay nhà em về hàng mới nè. Em lên cho các bác rất là nhiều siêu phẩm cho nên mà bác nào thích hàng hiệu mà săn hàng hiệu thì hôm nay vào live săn được mấy em luôn, rất là đẹp luôn. Size 39 rất là nhiều nha. Rồi và kế tiếp đó là một em mocha đến từ thương hiệu Prada. Đó, rất là đẹp luôn, form rất là đơn giản luôn ha. Đó, mẫu mới nha các bác ơi, mẫu mới nè, mẫu mới nhất của năm và form trơn đơn giản thôi. Không có cầu kỳ hoa văn gì nhiều, tại vì những mẫu như thế này thì rất là dễ phối đồ luôn. Trẻ cũng mang được mà trung tuổi cũng mang được ha, không có kén người mang luôn ấy. Tại vì những mẫu như thế này thì mình mang quần sọc, quần jean, quần kaki, quần tây đều mang được hết nha. Đó, đế còn rất là đẹp và mới nè. Đây, kiểu như hàng siêu lướt các bác, mới mang chạm đất mấy lần thôi cho nên mà còn rất là đẹp nè. Đó, em soi cận cảnh cho các bác thấy ha. Đây, dưới đế cũng có dập thương hiệu Prada. Da thì da bầu hạt rất là đẹp và mới nè, cái khóa cũng còn rất là sáng nè. Đó, ống ánh luôn, đó không hề có một chút lỗi lầm gì luôn ha. Quá là đẹp luôn, bác nào mà chân 39 thì chốt ngay em này đi các bác ơi, size 39 nha. Đây, bên trong của em thì có một có dập thương hiệu Prada ha. Dập chìm Prada bên trong này các bác. Đó, dập chìm nha. Đó, rất là sừng sò, size số mà code đầy đủ, size chuẩn là size 5 là tương đương 39 nha các bác. Đó, rất là đẹp luôn da này. Đó, các bác thấy da, da rất là sừng nha. Size số mà code đầy đủ, size 5 tương đương 39 nha. Rồi, và mã số chốt hàng của em Prada này đó là H26. H26 size 39 ạ. Và shop em đang chi ân cho các bác là 2 triệu 800k cho em này thôi các bác nha. 2 triệu 800k cho một em Prada. Trời ơi, mua mới cũng trên 20 triệu các bác ơi. Đó, các bác nào mà thích đam mê giày hiệu mà một cái giá hợp lý mình có thể săn được những em như thế này thì quá là ok rồi các bác ạ. Rồi, bác nào quan tâm mẫu này thì alo liền cho em ha. Tại vì những mẫu như thế này em sẽ bán rất là nhanh luôn đấy các bác. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em Gucci nữa ha. Một em Gucci size nhỏ luôn nè. Một em Gucci ong các bác ơi. Một em Gucci ong, em này thì size 5, tương đương size 39 rồi các bác nha. Size 39 ạ. Một con ong này các bác thấy không? Con ong những cái đường kim tỉ mỉ, quá là tỉ mỉ luôn nè. Ong ánh như thế, kiểu như là vàng 18K các bác. Rất là đẹp ha. Cái dây là em bỏ vào trong cho nó gọn các bác nha. Còn các bác mà chốt em giặt cái dây cho các bác là nó sẽ đẹp ha. Em chưa có giặt luôn. Đó, một em màu trắng Gucci này, xung quanh viền cũng đã được khâu rất là tỉ mỉ rồi ha. Trời ơi, em này đẹp nha các bác, thiết kế mẫu mới nhất của em nó là có cái dòng kiểu như là đạp gót luôn này. Đó, mình có thể là vừa mang giày vừa mang kiểu như làm sục được luôn đấy các bác. Bình thường mẫu cũ là họ sẽ làm một cái bảng luôn. Đó, nhưng mà dòng mẫu mới là họ sẽ làm kiểu như đạp gót này các bác. Đó, form này thì size 39 thôi các bác nha. Đây, rất là đứng form nha. Còn những bác nào mà mình lười lười mình muốn làm sục ấy các bác, mình đạp cái này xuống mình làm dép ha. Rất là đẹp luôn. Đây, size số mà code đầy đủ, em này thì size chuẩn là size 5 nha các bác. Size 5 là tương đương là size 39 nha. Đó, bên trong Gucci nè, dập chìm bên trong với Zen Italia ha. Size 39 nha các bác. Rồi, và mã số chốt hàng của em Gucci này đó là H23. H23 size 39 và shop em đang chi ân là 2 triệu 400k cho em này thôi. Đó, một cái lá rất là hời thay vì mình mua một đôi mới mấy chục triệu các bác nha. Đó, lâu lâu hôm nay em lên live được một lô giày hiệu rất là đẹp cho nên mà bác nào mà săn được thì vào săn hôm nay nhá. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em Ferramo nữa ha. Trời ơi, một em này thì mọi người hay gọi đó là màu bá trầu nhá. Một em Ferramo màu bá trầu, màu này rất là hiếm nè. Màu này em cũng bán rất là nhanh luôn nhưng mà rất là hiếm khi có màu này. Bình thường là nâu đen và xám thì mình sẽ có rất là nhiều. Đó, nhưng mà mẫu mà Ferragamo màu bã trầu này thì rất là hiếm luôn đấy các bác. Đó, bộ đế này còn rất là mới luôn này các bác. Các bác thấy bộ đế còn nguyên luôn, rất là đẹp ha. Đây, Ferragamo dập dưới đế này, Made in Italia nha. Khóa rất là đẹp luôn nha. Mẫu này thì da lộn thì mình chỉ cần giặt nước thôi, rất là tiện lợi ha. Bên trong lớp lót cũng có dập thương hiệu này, size số mà có đầy đủ ha.
Size chuẩn là 7,5 thì bác nào chân chuẩn 41,5 nha. Size chuẩn 41,5 nha các bác. 41,5 là mang bao đẹp ha. Rồi và mã số chốt hàng của em đó là H28. H28 size 41,5 và shop em vẫn đang chi ân là 2.500.000 cho em Veramo này thôi các bác nha. Đó, mẫu này rất là đẹp luôn đấy các bác, khá là bụi bặm luôn. Bác nào ưng thì alo liền cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một mẫu tiếp theo, một em dáng kiểu như là sneaker đi. Mẫu này thì các bác phối quần jean, quần kaki mình đi làm đi chơi một cách rất là hợp lý ha. Đơn giản nhẹ nhàng nè. Đó. Mẫu này thì size chuẩn là size 41 nha các bác. Đế bằng nè, đi lại sẽ rất là thoải mái luôn. Size chuẩn là size 41 nha các bác. Và bên trong lớp lót có dập thương hiệu là Miss Spe của Hàn ha. Size chuẩn là size 41 ạ. Và mã số chốt hàng của em đó là mã H31, size 41 và giá là 550.000 cho mẫu này thôi các bác ha. Các bác ưng mẫu nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.